Hello anh em, thì cái tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng các bạn lần thứ hai, lần thứ ba thì là một cái tỷ lệ rất là quan trọng. Và thường thì anh em không để ý điều này. Anh em thường tập trung vào chuyện đó là làm sao để marketing và chạy quảng cáo cho thật là tốt để mà có khách hàng mua mới. Thế nhưng cái việc mà làm sao để khách hàng quay lại, chăm sóc khách hàng, xin đánh giá 5 sao và để khách hàng quay lại mua lần hai, lần ba thì anh em gần như là không không làm cái bước này. Bởi vì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ dẫn anh em cái phương pháp để anh em có thể sử dụng một cái phần mềm để chúng ta có thể là chăm sóc khách hàng một cách hoàn toàn tự động. Nó sẽ đỡ được anh em rất là nhiều cho cái việc mà chăm sóc khách hàng và kéo khách hàng quay lại nhá. Ok, bắt đầu nào. Thì ở đây khi mà anh em vào chỗ phân tích khách hàng á, phân tích khách hàng của Shopee thì sẽ có một cái tỷ lệ khách hàng quay lại ở đây. Ví dụ như đây là 11,46%, tức là cứ có 100 người mua hàng của mình á thì sẽ có 11 người họ quay lại mua lần hai, lần ba. Và khi mà anh em áp dụng chiến lược mà bán sản phẩm cũng như chúng ta tham gia phái sale này, chúng ta tham gia bán hàng 1K này, và chúng ta tham gia bán hàng mà bán sản phẩm phễu này, sản phẩm quảng cáo này, thì khi khách hàng mua lần một, lần hai rồi á, nhiều khi anh em bán lần đầu tiên hả, phái sale thì là lãi rất là ít hoặc là thậm chí là lỗ. Vậy thì nó lại cái lần thứ hai khi khách hàng quay lại mà chúng ta lại không chăm sóc tốt cho khách hàng thì họ không quay lại, họ mua chỗ khác mất thì rất là lãng phí và gần như chúng ta sẽ bị lỗ nhá. Ok, thì đây là cái chỗ anh em chỉ cần quan sát cho mình cái tỷ lệ khách hàng quay lại đấy thôi. Thì cái phần mềm này mình muốn giới thiệu với anh em đó là cái phần mềm Auto Shopping đây. Thì khi mà anh em mua cái phần mềm này rồi á, anh em cần mua thì anh em bấm vào link bên dưới nhá. Cái phần mềm này có giá là 250.000 một tháng thôi, có rất là nhiều chức năng. Hôm nay mình chỉ giới thiệu cho anh em cái chức năng đó là chúng ta chăm sóc khách hàng thôi nhá. Thì khi mà anh em tải về và cài thành công như này rồi thì cái việc tải về cài tất cả các thứ thì chúng ta đã có, mình đã có làm video và hướng dẫn anh em sử dụng rồi. Thế khi mà chúng ta thêm một shop vào chẳng hạn như đây, ở đây mình đã thêm 4 shop vào đây nhá, chẳng hạn như là cài shop 1, shop 2, shop 4, thì chúng ta ở chỗ cài đặt này nghe được chức năng. Đây là nó sẽ quản lý là số tài khoản này, số đơn hàng, thông tin nhắn này. Nhưng mà anh em chỉ cần quan tâm cho mình chỗ này thôi, chỗ cài đặt. Thì trong cài đặt này nó có cài đặt một là cài đặt chung, nó sẽ hướng dẫn anh em cài đặt một số cái anh em kê để anh em bật hết rồi hoặc là anh em để bảo mật cho mình. Quan trọng nhất là chỗ Shopee này, nó có chỗ là tin nhắn tự động. Vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng đầu tiên đó là gửi tin nhắn cho khách hàng cái tình trạng đơn hàng của họ khi mà họ phát sinh đơn hàng mới này, khi mà họ bắt đầu mà chúng ta đã giao hàng cho đơn vị vận chuyển này, rồi là đơn hàng đang giao này, tất cả các trạng thái đều gửi cho khách hàng rõ ràng. Và khi khách hàng mà đánh giá phản hồi thì cũng đánh giá phản hồi và thì chúng ta cũng comment gửi lại. Ngoài ra thì anh em có thể gửi tin nhắn tự động cho khách hàng theo kiểu là chúng ta gửi bôi trơn giảm giá, hoặc là chúng ta gửi tin nhắn tự động mà sau 30 phút hoặc là 30 giây thì nó sẽ nói điều gì, chúng ta cài sẵn ở đây. Đấy, ở đây. Ngoài ra thì anh em để mà khách hàng họ quay lại chúng ta cao thì anh em nên làm những cái vụ như là mã giảm giá để gửi khách hàng vụ nhé. Chỗ mà khi mà khách hàng đã nhận ra thành công này ạ, chỗ ra thành công này anh em tặng khách hàng một cái mã giảm giá cho mình. Chẳng hạn như là các bạn có thể sau khi mà đánh giá 5 sao xong thì các bạn hãy ebook cho sau khi mà đánh giá 5 sao xong thì các bạn hãy ebook cho shop để nhận một cái mã giảm giá trị giá là 10.000 đồng hoặc là 10%. Cái cách của tạo giảm giá thì mình chia sẻ anh em rồi, ví dụ như anh em giảm giá nhiều thì anh em để là số tiền, còn ít thì anh em để phần trăm. Ví dụ như anh em ghi là tặng cái mã giảm 30% và tối đa là 10.000 chẳng hạn, thì nghe bao giờ sẽ thích thú hơn nhá. Hoặc là anh em làm cái thư cảm ơn, anh em bỏ trong cái hộp mà chúng ta gửi cho khách hàng là cái thư là cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của shop chúng tôi và bên mình sẽ tặng cho các bạn một cái mã ABC gì đấy cho khách hàng. Thì đây là những phương pháp để làm sao để chúng ta kéo khách hàng quay lại. Thế nhưng mà mình thấy là khi mà chúng ta gửi tự động thì tự động cho khách hàng theo cái phát sinh này, theo cái trạng thái hàng đấy, thì đầu tiên là cái tỷ lệ mà khách hàng họ bo hàng nó thấp lắm, khách hàng họ bo hàng thấp, với hai là khách hàng họ tương tác với mình, họ biết mình là ai, họ nói chuyện với mình nó cao hơn rất là nhiều chẳng hạn đấy, thì nó sẽ làm cho cái khách hàng họ nhớ đến cái shop của mình và họ sẽ quay lại mua hàng của mình lần hai, lần ba, nhất là việc mà các bạn có những cái mã giảm giá cho khách hàng. Thì đây là cái cách anh em chỉ cần cài về như là link đã xong. Cái phần mềm Auto Shopee rất là rẻ, 250.000 một tháng nhá. Anh em có thể sử dụng cái phần mềm này và chúng ta cứ treo đấy thôi, bỏ đấy thôi, rồi chờ nó chạy thôi để tăng cái tỷ lệ mà khách hàng quay lại nhá. Anh em làm những chiến lược như là bán sản phẩm phễu hoặc là 1K, 9K hay là tham gia phái sale, tất cả những cái điều đấy nhằm là mục đích để chúng ta xây dựng shop và chúng ta lôi kéo khách hàng họ follow shop chúng ta và họ quay lại mua hàng của chúng ta lần hai, lần ba. Thì anh em phải áp dụng một chiến lược rất đơn giản ngay thôi nhưng mà sự hiệu quả rất là cao nhé. Ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở một cái video tiếp theo.